Wow, có hai chiến sĩ, cái này gọi là gì đây? À, Phòng 61 xin chào cô chú anh chị hai nhà. Có lính hầu và còn chỗ hai bên nha. À, bên bên kia cũng có cái đám tang nha cô chú ha. Hoặc là bên đây đứng bên đây nghe bên kia tụng kinh. Thank you.
Đến đây mong số 1 cũng nguyện cho bà Trần Kim Tiến, dạ, được 58 tuổi, được bản sanh về gọi Tây Phương Cực Lạc, dạ. Nam mô Di Phật, mô Phật.